trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang dần nóng lên. Một nghị sĩ Mỹ mới đây đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý rằng nếu bà Kamala Harris đắc cử, nước Mỹ sẽ một bước tiến tới chủ nghĩa xã hội. Giữa lúc đó, bà Harris đang bắt đầu lựa chọn cánh tay đắc lực đồng hành cùng mình trong cuộc đua tổng thống. Phát biểu trước công chúng Mỹ mới đây, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ dành 6 tháng còn lại để ngăn chặn Nga. Giữa lúc cuộc xung đột Ukraine vẫn còn đang rối ren, anh cả châu Âu là Đức vừa đưa ra tối hậu thư với Nga. Trong cuộc thanh trừng quân sự đang tiếp diễn ở Nga, Tổng thống Putin vừa bắt giữ loạt quan chức nhận hối lộ. Về tình hình tại Trung Đông, Forbes vừa đưa ra nhận định đại chiến ở Trung Đông là không thể tránh khỏi. Các diễn biến an ninh đáng chú ý trên toàn cầu. Mỹ trừng phạt một mạng lưới Trung Quốc vì hỗ trợ chương trình tên lửa Triều Tiên. ASEAN tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, căng thẳng Biển Đông. Tìm thấy xác tàu bị đắm của Úc sau 55 năm thảm họa chết người. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hiện nay. Trong một bài phát biểu mới đây, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris khẳng định rằng bà coi cuộc bầu cử này như một cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan, những người muốn đưa đất nước đi lùi. Đây là một trong những bài phát biểu đầu tiên của bà với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trước đám đông hàng ngàn người, bà Harris khẳng định nước Mỹ sẽ không đi lùi. Cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ đảng Cộng hòa của bà cũng đã thực hiện cuộc vận động vài giờ sau đó tại Charlotte. Ông đã chỉ trích bà Harris về một loạt các vấn đề liên quan đến nhập cư. Với việc ông Trump không còn chạy đua với đối thủ truyền kiếp của mình là Tổng thống Joe Biden, và bà Harris đang tìm cách giành lấy tấm vé cho đảng Dân Chủ hơn 100 ngày trước cuộc bầu cử. Đảng Dân Chủ đang hy vọng rằng bà Harris có thể tập trung vào cuộc đua và nhắm vào những sai sót của ông Trump. Trong khi đó, đảng Cộng hòa muốn chỉ ra rằng bà Harris đang gánh vác những điểm yếu từ chính quyền của ông Biden. Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, cho biết dù phó tổng thống ít được biết đến hơn ông Trump và ông Biden, nhưng bà Harris có thể thu hút những cử tri khác, đặc biệt là những nhóm nghiêng về đảng Dân Chủ. Trong khi đó, nhóm của ông Trump đang chuẩn bị cho tuần trăng mật của bà Harris mà họ khẳng định rằng có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của ông Trump. Người phụ trách tham gia kết quả khảo sát cho ông Trump, Tony Fabrizio, dự đoán rằng bà Harris sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ trong vài ngày tới, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn hạn. Một cuộc khảo sát của CNN được công bố vừa qua cho thấy bà Harris đã thể hiện tốt hơn ông Biden trước ông Trump. Bà nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ các cử tri trẻ, phụ nữ và các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha. Cuộc khảo sát cho thấy ông Trump dường như vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ hơn khi ông nhận được 49% và bà Harris là 46%. Tại bang Indianapolis, bà Harris đã ca ngợi ông Biden là một nhà lãnh đạo với tầm nhìn táo bạo. Sau đó, bà chỉ trích dự án 2025, một kế hoạch chi tiết xoay quanh chính sách bảo thủ được cho là có liên quan với chiến dịch của ông Trump. Phó Tổng thống cũng khẳng định rằng nếu được bầu làm Tổng thống, bà sẽ ký một dự luật giả định từ Quốc hội để bảo vệ quyền phá thai trên toàn quốc. Trong khi đó, ông Trump đã tích cực cố gắng tránh xa dự án 2025 khi đảng Dân Chủ dùng việc này để nhắm vào ông. Vào hôm 24 tháng 7, cựu tổng thống đã viết trên mạng xã hội rằng ông không liên quan gì đến dự án 2025. Trong một đánh giá mới đây, hạ nghị sĩ Nathaniel Moran thuộc bang Texas đã khẳng định rằng nếu bà Kamala Harris chính thức giành được đề cử của đảng Dân Chủ và được bầu làm tổng thống Mỹ, chính quyền của bà sẽ là một chính quyền Biden Plus, có nghĩa là sẽ trở thành một chính quyền Biden thứ hai. Ông Moran nói, chính quyền Harris sẽ là một bước tiến tới chủ nghĩa xã hội và một chính phủ tự do hơn, và điều đó sẽ vượt xa các hệ thống giá trị bảo thủ trước đó. Một ngày sau khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, bà Harris đã chọn không tham dự phiên họp chung của Quốc hội có sự tham gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước một phiên họp chung của Quốc hội. Theo ông Moran, sự vắng mặt của bà được xem như là sự lạnh nhạt đối với Israel. Các phó tổng thống thường chủ trì các phiên họp chung này. Việc bà Harris quyết định bỏ qua bài phát biểu của Thủ tướng Israel cho thấy rất ít sự ủng hộ của đảng Dân Chủ đối với Israel. Thay vào đó, bà Harris đã phát biểu tại Hội nghị Quốc gia Hội Nữ sinh Zeta Phi Beta 2 năm một lần ở Indianapolis. Văn phòng của bà cho biết, bài phát biểu đã được lên lịch trước khi ông Netanyahu lên lịch xuất hiện tại Quốc hội Mỹ.
Hãng thông tấn AP mới đây cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện đang bắt đầu xem xét khoảng một chục ứng cử viên để lựa chọn ra ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Bà Harris đã phát động chiến dịch tranh cử sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ cuộc đua. Trong khoảng thời gian tới, bà phải lựa chọn ra phó tướng của mình trước Hội nghị Quốc gia của Dân Chủ vào tháng tới. Theo các chuyên gia, mục tiêu của bà Harris là để cho quá trình vận động tranh cử diễn ra suôn sẻ giữa lúc bà và Đảng Dân Chủ đang cố gắng thể hiện sự tự tin sau một vài tuần cực kỳ hỗn loạn. Dù phần lớn cuộc bàn luận tập trung vào bốn cái tên là Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear và Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper, nhóm của bà Harris đã yêu cầu thông tin từ khoảng một chục quan chức. Danh sách rộng hơn bao gồm Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Thống đốc Illinois J.B. Pritzker, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc Minnesota Tim Walz, Eric Holder, cựu Tổng trưởng lý Mỹ và một nhóm luật sư tại công ty Covington & Burling của ông đang đi đầu trong việc xem xét các lựa chọn tiềm năng. Thông thường, những người đang được xem xét sẽ cần nộp hồ sơ tài chính, hồ sơ về lập trường và những bài phát biểu chính trị của mình trong quá khứ. Trong bài phát biểu quốc gia tại phòng bầu dục của Nhà Trắng hôm 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với công chúng Mỹ về quyết định chấm dứt cuộc tái tranh cử của mình. Ông Biden nói, thật vinh dự cho cuộc đời tôi khi được phục vụ với tư cách là Tổng thống của mọi người. Ông Biden cho biết ông tin rằng hồ sơ tài vị của mình xứng đáng với nhiệm kỳ thứ hai, nhưng đã đến lúc cần phải có những tiếng nói mới giúp thống nhất quốc gia. Tổng thống cho biết ông sẽ dành 6 tháng còn lại trong văn phòng để giải quyết một số mục tiêu bao gồm hỗ trợ Ukraine trước cuộc tấn công của Nga. Ông nói, chính quyền Biden sẽ làm việc để tập hợp một liên minh gồm các quốc gia hùng mạnh để ngăn Nga kiểm soát Ukraine và gây ra nhiều thiệt hại hơn. Ông Biden cũng cho biết ông ưu tiên bảo vệ và củng cố NATO. Bài phát biểu của ông Biden ngắn gọn và không trực tiếp đề cập đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sát vách Mỹ, Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba MINFA mới đây cho biết, các tàu hải quân Nga sẽ đến thăm Cuba chỉ vài tuần sau khi một đội tàu của Moscow cập cảng ở Havana làm dấy lên lo ngại về ý định của Điện Kremlin ở Tây Bán Cầu. Theo MINFA, các tàu từ hạm đội Baltic của Nga đã đến Havana từ thứ Bảy tuần trước, bao gồm tàu huấn luyện Smolny, tàu khu trục nhỏ Nerstrasimi và tàu chở dầu Yenia. Trên Facebook, Bộ cho biết chuyến thăm của các tàu từ các quốc gia khác là một thông lệ lịch sử của chính phủ với các quốc gia mà chúng tôi đang duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác. Các thủy thủ Nga sẽ thực hiện một chương trình bao gồm chuyến thăm lịch sử đến chỉ huy lực lượng vũ trang Hải quân Cách mạng Cuba và thủ đô Cuba. Chuyến thăm theo kế hoạch kết thúc vào ngày 30 tháng 7, diễn ra một tháng sau khi một đội tàu từ hạm đội phương Bắc của Nga do tàu khu trục nhỏ Đô đốc Gorskov và tàu ngầm hạt nhân Kazan dẫn đầu, di chuyển đến thủ đô Cuba trước các cuộc tập trận quân sự ở biển Caribe. Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định các cuộc tập trận này diễn ra thường xuyên và Washington sẽ đáp trả bằng việc tăng cường ủng hộ cho Ukraine. Trước đó, các tàu như tàu chở dầu Pashin và tàu kéo cứu hộ Nikolajica đã đi qua gần bang Florida trên đường đến thủ đô Cuba, làm dấy lên suy đoán rằng đó là một màn thể hiện sức mạnh quân sự của Moscow ở sân sau của Mỹ. Các tàu chiến của Mỹ và Canada bao gồm tàu khu trục USS Charleston và tàu tuần tra cảnh sát biển cũng như tàu khu trục nhỏ HMCS Ville de Quebec của Canada đã đóng quân gần bờ biển Miami để giám sát các tàu của Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây tuyên bố rằng để ngăn chặn việc triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ tại Đức, trước tiên Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh điều đầu tiên mà Nga nên làm để ngăn chặn Đức triển khai vũ khí của Mỹ là chấm dứt chiến sự ở Ukraine và từ bỏ nỗ lực giành thêm lãnh thổ. Ông Scholz cho biết việc triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức sẽ đóng vai trò răn đe, đảm bảo rằng Đức không phải đối mặt với việc bị tấn công. Ông cũng bác bỏ lo ngại rằng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ có thể dẫn đến leo thang trong quan hệ với Nga. Thủ tướng Scholz tin rằng Đức cần lực lượng và khả năng răn đe bên ngoài những gì chúng ta đã có, chẳng hạn như tên lửa hành trình và vũ khí tầm xa. Tất cả chúng ta đều muốn quay lại thời điểm mà việc kiểm soát vũ khí là điều quan trọng nhất. Nhưng hiện nay vấn đề cấp bách nhất là đảm bảo an ninh của chúng ta thông qua biện pháp răn đe cần thiết để ngăn chặn chiến tranh, ông Scholz nhấn mạnh. Nhà Trắng ngày 10 tháng 7 thông báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO rằng Mỹ sẽ triển khai vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk ở Đức từ năm 2026. Washington cho biết đây là biện pháp để tăng tính răn đe và năng lực phòng thủ của châu Âu.
Đáp trả lại, Điện Kremlin cảnh báo kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại Đức có thể khiến thủ đô các nước châu Âu trở thành mục tiêu của Nga. Các nhà lãnh đạo NATO vào năm ngoái đã nhất trí thực hiện cuộc cải tổ lớn nhất về năng lực phòng thủ của mình trong 3 thập kỷ, giữa bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về mối đe dọa từ Nga. Kể từ đó, các quan chức đã nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra các yêu cầu phòng thủ tối thiểu. Theo một nhà hoạch định quân sự vô tên, văn bản chính thức sẽ được gửi đến các nước trong vài tuần tới. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Reuters đã trao đổi với 12 quan chức quân sự và dân sự ở châu Âu. Theo họ, liên minh dự định biến các yêu cầu tối thiểu này thành các mục tiêu bắt buộc đối với từng quốc gia để đóng góp cho quốc phòng chung của khối vào mùa thu năm 2025, trùng với cuộc họp thường kỳ của các bộ trưởng quốc phòng. Phân tích của NATO đã xác định 6 lĩnh vực quân sự quan trọng cần quan tâm: phòng không và tên lửa tầm xa, số lượng binh sĩ, nguồn cung cấp đạn dược, giải quyết thách thức hậu cần và thông tin liên lạc tại chiến trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO đóng góp không đủ vào chi tiêu quốc phòng chung và cáo buộc các nước dựa vào sự bảo vệ của Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh Washington diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7, một số nhà hoạch định chính sách châu Âu đã công khai thừa nhận rằng bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, các nước thành viên vẫn phải tăng chi tiêu quân sự. Trả lời câu hỏi của Reuters, một quan chức NATO cho biết các nhà lãnh đạo liên minh đã nhất trí rằng chi tiêu quân sự vượt quá 2% GDP sẽ là cần thiết để khắc phục tình trạng thiếu hụt. Ông lưu ý rằng 23 thành viên hiện đáp ứng yêu cầu tối thiểu 2% hoặc vượt quá yêu cầu này. NATO đang trong giai đoạn cảnh báo cao nhất kể từ chiến tranh lạnh, với nhiều nhà lãnh đạo giống hồi chuông cảnh báo về một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo một cuộc đụng độ với Nga có thể xảy ra trong vòng 5 năm. The Commercant đưa tin, cuộc thanh trừng các quan chức quân sự hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp tục diễn ra trong tuần này, khi Andriy Benkov, giám đốc công ty xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, bị bắt giữ. Ông Benkov, 46 tuổi, bị buộc tội lạm dụng quyền lực khi thực hiện lệnh quốc phòng nhà nước. Một nguồn tin cho biết, vụ án hình sự đã được lập ra để nhắm vào ông Benkov vì lạm dụng quyền lực khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà nước. Vụ việc đang được Bộ Nội vụ Nga xử lý. Công việc của ông Benkov được giám sát bởi cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov, người đã bị bắt vào ngày 23 tháng 4 vì nghi ngờ nhận hối lộ. Kể từ khi ông Ivanov bị bắt, 5 quan chức hàng đầu khác tại Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, bao gồm ông Benkov, cũng đã bị chính quyền giam giữ. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, một cuộc thanh trừng khốc liệt đang được tiến hành. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi cuộc thanh trừng kết thúc. Vẫn còn nhiều vụ bắt giữ đang chờ đợi chúng tôi. Agence Vô, một trang web điều tra của Nga, cho biết hôm 27 tháng 6 rằng vụ bắt giữ ông Benkov cho thấy cuộc thanh trừng quân sự của Tổng thống Putin vẫn chưa kết thúc. Ít nhất 6 quan chức quân sự cấp cao đã bị bắt giữ kể từ cuối tháng 4. Lần bắt giữ một quan chức Bộ Quốc phòng gần đây nhất diễn ra vào ngày 24 tháng 5, khi quan chức Vladimir Veteletsky bị buộc tội lạm dụng quyền lực. Ủy ban điều tra của Nga cho biết ông bị buộc tội nhận hối lộ vào năm 2022. Vadim Samarin, Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Nga cũng bị giam giữ vào tháng 5, liên quan đến cáo buộc ông được cho là cố vấn hàng đầu của vị tướng cấp cao của Nga, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, và từng là Phó Tổng tham mưu trưởng Nga kể từ năm 2021. Yuri Kuznetsov, người đứng đầu bộ phận nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga, cũng bị giam giữ vào tháng 5 vì nghi ngờ nhận hối lộ. Thiếu tướng Ivan Popov, lãnh đạo tập đoàn quân số 58 của Nga, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ, trước khi bị loại khỏi chức chỉ huy quân đội Nga ở khu vực Zaporizhia ở Ukraine vào tháng 7 năm 2023. Ông Popov đã chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga vì không cung cấp đủ sự hỗ trợ cho quân đội của mình. Văn phòng báo chí Tổng thống Nga cho hay, Tổng thống Vladimir Putin vừa có cuộc họp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Điện Kremlin, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Điều này cũng áp dụng trực tiếp cho Syria, Tổng thống Putin nói, đề cập đến tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Nga nói với người đồng cấp Syria rằng, cũng có rất nhiều vấn đề cần thảo luận liên quan đến hợp tác thương mại và kinh tế. Đáp lại, Tổng thống Assad nói với ông Putin rằng, trong khi Nga và Syria đã trải qua những thử thách rất khó khăn trong những thập kỷ qua, mối quan hệ giữa hai nước vẫn duy trì ở mức độ tin cậy. Ông Assad nói thêm, xét đến tất cả các sự kiện đang diễn ra trên toàn thế giới và ở khu vực Á-Âu hiện nay,
Cuộc họp hôm nay của chúng ta rất quan trọng để thảo luận về mọi chi tiết diễn biến của các sự kiện này, để thảo luận về các triển vọng và kịch bản có thể xảy ra. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 3 năm ngoái. Chuyến thăm Nga của Tổng thống Assad diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Moscow có thể làm trung gian để xoa dịu căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong gần 12 năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào đầu tuần này rằng việc cải thiện quan hệ giữa hai nước trên là rất quan trọng, không chỉ để giải quyết rủi ro chính trị ở Syria, mà để đảm bảo ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Đề cập đến một số báo cáo cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể gặp Tổng thống Syria tại Moscow vào tháng tới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những nỗ lực thiết lập các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nằm trong chương trình nghị sự của Moscow. Ông Peskov nói với các phóng viên vào hôm thứ Ba 23 tháng 7. Nhiều quốc gia bao gồm cả Nga đóng vai trò trung gian quan trọng trong khu vực, nhấn mạnh rằng việc cả hai bên Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đối thoại là rất quan trọng đối với toàn bộ khu vực. Liên quan đến tình hình Trung Đông, theo NBC News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua đã có một bài phát biểu đầy cứng rắn trước Quốc hội Mỹ, giữa lúc những người biểu tình bên trong Hạ viện và hàng ngàn người khác tụ tập bên ngoài Điện Capitol để bày tỏ phản đối chiến tranh ở Gaza. Trong bài phát biểu này, ông Netanyahu đã so sánh sự kiện ngày 7 tháng 10 như trận trần châu cản trong lịch sử và kêu gọi Mỹ-Israel đoàn kết. Đó là bài phát biểu đầu tiên của ông Netanyahu trước các nghị sĩ Mỹ trong gần một thập kỷ và là bài phát biểu đầu tiên kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bài phát biểu của ông Netanyahu diễn ra vào giai đoạn quan trọng khi Mỹ đang ở giữa một năm bầu cử hỗn loạn và chính quyền ông Biden đang tiếp tục thúc đẩy các nhà đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nơi có hơn 39.000 người đã thiệt mạng. Đứng ở cùng một nơi mà cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt phát biểu sau cuộc tấn công trân châu cảng, ông Netanyahu nói: "Các bạn của tôi đến để đảm bảo một điều rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng, giống như ngày 7 tháng 12 năm 1941 và ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 7 tháng 10 sẽ mãi mãi là một bất ngờ để các lực lượng của nền văn minh giành chiến thắng. Mỹ và Israel phải sát cánh cùng nhau." Ông Netanyahu cũng trực tiếp đề cập đến các cuộc biểu tình phản chiến, các cuộc biểu tình trong khuôn viên các trường đại học và bên ngoài Điện Capitol. Ông nói: "Thật đáng kinh ngạc, nhiều người đã biểu tình chống Israel, nhiều người chọn đứng lên ủng hộ cái ác. Họ ủng hộ Hamas, họ đứng cùng một phía với những kẻ hiếp dâm và giết người. Các cuộc biểu tình chống lại cuộc chiến ở Gaza, nơi đã giết chết và làm bị thương hàng chục ngàn thường dân Palestine và khiến khoảng 90% dân số của vùng đất này phải sơ tán, đã làm náo loạn thế giới và hội trường của Quốc hội Mỹ." Khoảng 40 đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã tẩy chay bài phát biểu, phẫn nộ trước các chính sách của ông Netanyahu và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở Gaza, cũng như sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với cuộc chiến này. Trong khi đó, ở Israel, các nhà lãnh đạo đối lập đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích gay gắt bài phát biểu mới đây của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước Quốc hội Mỹ. Thông tin được đăng tải trên hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cựu Thủ tướng Yair Lapid, lãnh đạo đảng Yesh Atid, đảng đối lập lớn nhất Israel, mô tả bài phát biểu của ông Netanyahu là đáng xấu hổ. Trong suốt một giờ phát biểu mà ông ấy không đề cập đến vấn đề quan trọng nhất là sẽ đạt được một thỏa thuận trao đổi con tin, ông Lapid viết trên nền tảng X. Trong khi đó, ông Evgeny Sova, phó chủ tịch Quốc hội Israel từ đảng đối lập Yisrael Beitenu, cũng chỉ trích khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Netanyahu. Trên nền tảng X, ông Sova viết: "Ông ấy biết nói tiếng Anh, nhưng để lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử thì không. Nếu ông ấy hành động kịp thời để đối phó với kẻ thù, bài phát biểu đó đã có thể là một bài diễn văn chiến thắng thay vì là lời kêu gọi trợ giúp." Ông Gilad Karib, nghị sĩ quốc hội thuộc đảng Lao động, cũng thể hiện thái độ đồng tình. Cụ thể, ông cho rằng, khả năng hùng biện và những tràng pháo tay không thể che đậy được sự bất lực của Thủ tướng trong việc đưa Israel thoát khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước. Ông Netanyahu không nói bất kỳ điều gì cụ thể về thỏa thuận trao đổi con tin, không cam kết thực hiện một tiến trình chính trị. Và như thường lệ, không chịu trách nhiệm gì về thất bại ngày 7 tháng 10, nhà lập pháp nhấn mạnh. Bà Nama Lazimi, thành viên đảng Yesh Atid của ông Lapid, bày tỏ quan điểm rằng không có lời hùng biện nào dù hùng hồn hoặc đầy lôi cuốn có thể che đậy được sự thờ ơ và chối bỏ trách nhiệm. Cũng không có bài phát biểu nào mạnh mẽ hơn việc cứu sống mạng người và đạt được thỏa thuận đưa những người bị bắt cóc trở về. Hãy đưa họ trở về ngay.
Ngược lại, các thành viên đảng Likud cầm quyền và đồng minh đã ca ngợi bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trước Quốc hội Mỹ. Theo Anadolu, Bộ trưởng Tư pháp Yariv Levin đã tán dương đây là một sự kiện lịch sử, nhấn mạnh rằng bài phát biểu đã khẳng định chính nghĩa của Israel trước cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich của Đảng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái cũng bày tỏ sự tự hào về cách Thủ tướng Netanyahu đại diện cho Israel, coi bài phát biểu của nhà lãnh đạo phản ánh mối quan hệ đối tác sâu rộng và vững vàng giữa Israel và Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu đã đề cập ngắn gọn đến các con tin. Thủ tướng Israel cho biết ông đã gặp gia đình con tin và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để đưa họ trở về. Ông Netanyahu cũng khẳng định cuộc chiến khốc liệt ở Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được chiến thắng toàn diện. Theo nhận định mới đây của Forbes, cuộc đối đầu giữa Israel với lực lượng Hezbollah ở Liban và Iran là điều không thể tránh khỏi. Tạp chí này cho biết cuộc xung đột này có thể nhanh chóng lan rộng, kéo theo Mỹ, Nga và Trung Quốc. Bài báo của Forbes viết, một cuộc xung đột lớn sẽ diễn ra giữa Israel, Hezbollah ở Liban và Iran. Cuộc đụng độ này là không thể tránh khỏi. Hiện câu hỏi duy nhất là khi nào xung đột bùng phát, nó có thể xảy ra trong tương lai gần hoặc muộn hơn một chút. Đáng lo ngại, một cuộc xung đột như vậy có thể nhanh chóng mở rộng liên quan đến cả Mỹ và Nga. Nó cũng có thể thúc đẩy Trung Quốc có những động thái mạnh mẽ hơn, dẫn đến một cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh. Trong đó, điểm nóng chính sẽ là biên giới giữa miền Bắc Israel và Liban, ở phía nam nơi lực lượng Hezbollah đóng quân. Hezbollah đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel kể từ ngày 7 tháng 10, sau khi Tel Aviv mở chiến dịch quân sự ở dải Gaza. Quân đội Israel và các lực lượng của Hezbollah ở Liban hàng ngày nổ súng vào các vị trí của nhau ở các khu vực dọc biên giới. Khoảng 80.000 cư dân Israel đã phải sơ tán. Ở miền nam Liban, khoảng 100.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do pháo kích của Israel. Forbes cho rằng Iran sẽ đặt mục tiêu là đạt được một thỏa thuận. Hezbollah sẽ rút lui và ngừng bắn tên lửa để đổi lấy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Nhưng theo các chuyên gia, Tel Aviv sẽ không bao giờ đồng ý một thỏa thuận như vậy, và đó là lý do tại sao một cuộc chiến lớn hơn sẽ nổ ra. Lực lượng Hezbollah đông hơn và mạnh hơn Hamas đáng kể, sở hữu 150.000 tên lửa các loại. Vì vậy, chiến dịch của Israel nhằm tiêu diệt Hezbollah sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với Hamas. Một số tên lửa và UAV Hezbollah cũng có khả năng xuyên thủng hệ thống đánh chặn vòng sắt của Israel và tấn công các khu đô thị đông dân cư. Hơn nữa, Iran sẽ không đứng ngoài và có thể phóng tên lửa tấn công Israel. Theo Forbes, một cuộc chiến lớn như vậy sẽ kéo theo sự tham gia của các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc. Quân đội Israel vừa qua thông báo họ vừa tìm thấy thi thể của 5 con tin bị sát hại trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và bị mang về Gaza kể từ đó. Thông tin được Reuters đăng tải. Trong số các nạn nhân có Maya Goren, một giáo viên mẫu giáo 56 tuổi sinh sống tại Neos, một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi Hamas phát động đòn tấn công xuyên biên giới vào miền nam Israel. 4 con tin còn lại gồm 2 lính dự bị và 2 lính nghĩa vụ đã hy sinh trong cuộc giao tranh vào ngày 7 tháng 10. Thi thể của họ được phát hiện tại thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza, nơi quân đội Israel vừa tiến hành các cuộc tấn công mới trong tuần này. 5 con tin này nằm trong số 120 người vẫn còn bị giam giữ ở Gaza, trong đó khoảng 1/3 được Israel tuyên bố đã tử vong, dựa trên các kết quả pháp y, thông tin tình báo, thẩm vấn các chiến binh bị bắt và lời khai của những con tin được giải cứu. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông đang tích cực nỗ lực để giải cứu các con tin còn lại và ông tin rằng mục tiêu này sẽ đạt được. Một quan chức Israel mới đây tiết lộ nước này sẽ cử phái đoàn tham gia các cuộc đàm phán mới được Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian vào tuần tới. Hamas mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hướng tới chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Nhưng Thủ tướng Israel Netanyahu nhấn mạnh cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị đánh bại. Theo Reuters, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza dường như đang trong giai đoạn kết thúc. Một quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thảo luận để giải quyết những khúc mắc còn lại. Vị quan chức này nói với Reuters rằng những trở ngại còn lại đều có thể vượt qua được và sẽ có thêm nhiều cuộc họp nhằm đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas trong tuần tới. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, cả Israel và Hamas vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, nhưng một thỏa thuận đã gần đạt được, trong đó lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần sẽ diễn ra để đổi lấy việc thả phụ nữ, đàn ông lớn tuổi và các con tin bị thương trong khoảng thời gian 42 ngày.
Tổng thống Biden hội đàm với Thủ tướng Netanyahu vào thứ Năm 25 tháng 7. Và sau đó trong ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Israel. Tiếp tục là các diễn biến chính trị và an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Theo thông tin mới đây từ Politico, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thông báo rằng ông dự định tái tranh cử vào năm tới, bất chấp mức độ tín nhiệm đang thấp. Trong cuộc nói chuyện với các phóng viên, trong cuộc họp báo chí mới đây, chính trị gia của đảng Dân chủ xã hội SPD nói rằng SPD là một đảng rất đoàn kết. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm cùng nhau vận động trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo để giành chiến thắng. Và tôi sẽ tranh cử để trở thành thủ tướng một lần nữa. Tuy nhiên, quyết định đó dường như không liên quan đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6. Các cử tri ở Đức đã giáng một đòn chí mạng vào liên minh cầm quyền, bao gồm SPD của ông Scholz, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ kinh doanh, trao cho SPD kết quả bỏ phiếu quốc gia tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ. Phe đối lập lớn nhất, liên minh của Liên minh Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU và đảng chị em SCU ở Bavaria hiện đang giữ vị trí đầu tiên với khoảng 31%, trong khi đảng Alternative Cực Hữu đứng thứ hai với khoảng 17%. Theo một khảo sát mới đây do Viện Allensbach thực hiện, ông Friedrich Merz của CDU dự kiến sẽ trở thành đối thủ chính của ông Scholz vào năm tới, khi có 64% số người được hỏi chọn ông là thủ tướng ưa thích tiếp theo của Đức. Đó là mức tăng 17% so với năm ngoái. Mặt khác, ông Scholz chỉ được ủng hộ bởi 33% số người được hỏi. Liên minh đã có các cuộc đấu đá nội bộ dai dẳng kể từ khi chính phủ được thành lập sau cuộc bầu cử năm 2021 của Đức. Về mọi thứ từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, kế hoạch thay thế nồi hơi ga bằng máy bơm nhiệt đến sự thiếu hụt ngân sách. Ông Scholz nói với các phóng viên ở Berlin rằng, vào thời điểm các cuộc bầu cử cho Quốc hội Đức được tổ chức, chúng tôi sẽ xoay chuyển mọi thứ. Nội các của ông Scholz trước đó đã chọn ngày 28 tháng 9 năm 2025 làm ngày bỏ phiếu quốc gia sắp tới. Nhưng vẫn còn những câu hỏi về sự chấp thuận dành cho ông Scholz trong hàng ngũ của chính ông ấy. Chỉ 1/3 thành viên SPD muốn ông tranh cử lại chức thủ tướng trong cuộc bầu cử năm 2025, theo một cuộc khảo sát của Forza được công bố vào đầu tuần này. Khi được hỏi về cuộc khảo sát, ông Scholz nói, kết quả khảo sát kém là một động lực tốt. Chúng ta phải thuyết phục thông qua hành động, thông qua những gì chúng ta làm và những gì chúng ta đã làm. Ông Scholz cho biết, trọng tâm của chính phủ Đức trong 14 tháng tới sẽ là tăng trưởng công nghiệp, đề cập đến các khoản đầu tư gần đây trong ngành công nghiệp bán dẫn và dược phẩm. Trong khi đó, theo chỉ số quản lý mua sản xuất khu vực đồng euro của S&P Global, nền kinh tế Đức tiếp tục giảm với sản lượng sản xuất giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng vào tháng 7. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS mới đây, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nói rằng Mỹ nên ngừng mọi hình thức hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở đảo Đài Loan. Theo ông Lưu, Bắc Kinh đã liên tục nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không được có sự can thiệp từ bên ngoài. Nhà ngoại giao nói, phía Mỹ nên công nhận bản chất của vấn đề độc lập Đài Loan và nắm bắt tác hại nghiêm trọng mà lực lượng ly khai gây ra cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan cũng như quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung Trung-Mỹ, ngừng hỗ trợ lực lượng độc lập Đài Loan dưới mọi hình thức. Theo thông tin mới đây, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới gồm 6 cá nhân và 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc vì đã giúp Triều Tiên phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và không gian. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC của Kho bạc Mỹ hôm 25 tháng 7 đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức trong mạng lưới CQMP vì họ bị cáo buộc tham gia vào việc mua sắm các mặt hàng để hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và không gian của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc trừng phạt là để tái khẳng định rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến Triều Tiên vẫn có hiệu lực đầy đủ và nhắc lại ý chí của Mỹ trong việc phản ứng tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt. Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết, việc Triều Tiên tiếp tục phát triển và phổ biến các công nghệ tên lửa đạn đạo vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ông nói thêm rằng Mỹ vẫn cam kết sử dụng các công cụ của mình để thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế này, bao gồm phá vỡ các mạng lưới mua sắm bất hợp pháp và quy trách nhiệm cho những người tìm cách kích hoạt các hoạt động này. Những người bị xử phạt sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ và người Mỹ sẽ bị cấm làm ăn với họ. Theo thông tin từ Reuters, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã gặp nhau tại Lào vào hôm 24 tháng 7 vừa qua, khi các nước đang tìm cách thúc đẩy việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar và làm dịu căng thẳng ở Biển Đông.
Cuộc họp của các quan chức ngoại giao từ ASEAN sẽ được tiếp nối bởi hai hội nghị thượng đỉnh tại Lào vào hôm 27 tháng 7 để giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng và sẽ có sự tham dự của các quan chức từ Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và các nước khác. Các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN đã thảo luận những nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột nội chiến ở Myanmar, mà Liên Hợp Quốc cho biết đã khiến 2,6 triệu người phải sơ tán. Các thành viên lớn của ASEAN bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia đang thất vọng vì chính quyền quân sự của Myanmar không sẵn lòng tôn trọng cam kết đối thoại. Các nước đã thảo luận về các cách để thực hiện kế hoạch hòa bình 5 điểm của khối, nhưng không rõ liệu có biện pháp mới nào được thông qua hay không. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết các nước đã trao đổi quan điểm nhưng không giải thích chi tiết. Trong khi đó, nhà ngoại giao Indonesia Ngura Swajaya, người đã tham dự cuộc họp, nói với Reuters rằng khối đã đồng ý đảm bảo thực hiện kế hoạch liên tục, đặc biệt là về việc cung cấp viện trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại quốc gia một cách toàn diện. Tuy nhiên, quan chức Indonesia cho biết ba nước này sẽ không phản đối nếu các quốc gia khác theo đuổi các sáng kiến về cuộc khủng hoảng Myanmar để hỗ trợ nỗ lực của ASEAN. ASEAN dự kiến cũng sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện một bộ quy tắc ứng xử với Bắc Kinh ở Biển Đông, một ý tưởng được ấp ủ vào năm 2002 và được đưa ra từ năm 2017, sau nhiều năm đàm phán về nội dung. Việc này được thực hiện trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra dai dẳng quanh các rạn san hô. AFP đưa tin một tòa án Campuchia vừa ra phán quyết phạt lãnh đạo phe đối lập chính khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ vì tội phỉ báng đảng cầm quyền, bởi người này từng tuyên bố nền dân chủ của đất nước đã suy giảm kể từ khi con trai của cựu thủ tướng lên nắm quyền vào năm ngoái. Trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế vào tháng 2, ông T.F. Bannon, người đứng đầu đảng Candlelight, nói rằng tình hình dân chủ tại Campuchia đang trở nên tồi tệ hơn dưới sự lãnh đạo của ông Hun Manet. Ông Hun Manet được bổ nhiệm làm thủ tướng Campuchia vào năm 2023 sau khi cha ông Hun Sen từ chức sau gần 4 thập kỷ cầm quyền. Chiến thắng áp đảo của đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia CPP trong cuộc bầu cử đưa ông Hun Manet lên làm thủ tướng đã bị chỉ trích là không công bằng bởi đảng Candlelight, đối thủ chính, bị cấm tham gia bầu cử. Tòa án Nhân dân Phnom Penh vào thứ Năm ngày 25 tháng 7 đã tuyên bố ông Bannon phạm tội phỉ báng công khai và yêu cầu ông phải bồi thường 6 tỷ riel, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho nguyên đơn đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Ông cũng phải trả thêm 10 triệu riel, tương đương 2.400 đô la Mỹ cho nhà nước. Theo AFP, ông Bannon hiện đang ở nước ngoài và không có mặt tại phiên xử. Ông John Chonggi, luật sư của ông Bannon, bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết của tòa án, khẳng định rằng thân chủ của ông chỉ đơn thuần là thể hiện quan điểm cá nhân. Ông cho biết họ sẽ thảo luận về việc có nên kháng cáo hay không. Ông Hun Sen hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia, nắm giữ vai trò nghi lễ cao nhất cho phép ông tạm thời giữ chức nguyên thủ quốc gia khi nhà vua ở nước ngoài. Vào năm 2022, phó lãnh đạo đảng Candlelight Son Chahay đã bị kết tội phỉ báng vì cáo buộc ủy ban bầu cử thiên vị cho đảng CPP. Ông phải trả 750.000 đô la Mỹ tiền bồi thường cho đảng cầm quyền và 4.250 đô la Mỹ tiền phạt cho nhà nước. Theo dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ mới đây, Nhật Bản là nước đầu tư nước ngoài hàng đầu vào Mỹ trong năm thứ năm liên tiếp, khi đầu tư châu Á tăng lên mức kỷ lục 988,7 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Nhật Bản đã dẫn đầu với 783 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tiếp theo là Canada với 750 tỷ đô la Mỹ, sau đó là Đức và Vương quốc Anh. Các công ty Nhật Bản đã đứng đầu đầu tư nước ngoài vào Mỹ kể từ năm 2019 khi họ vượt qua các doanh nghiệp Canada. Châu Âu vẫn là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong khu vực, chiếm 3,5 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tương đương khoảng 65% trong tổng số 5,4 ngàn tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Mỹ. Nhìn chung, FDI vào nước này đã tăng 16% từ 4,6 ngàn tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Dữ liệu FDI được công bố mới đây bao gồm các khoản đầu tư đơn giản hơn như mua lại và thành lập các doanh nghiệp liên kết mới của Mỹ với các chủ sở hữu nước ngoài, nhưng cũng có các giao dịch như tái đầu tư thu nhập hoặc hoạt động cho vay. Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất của Mỹ là phổ biến nhất, chiếm 41% tổng vốn đầu tư nước ngoài, trong khi tài chính và bảo hiểm chiếm thị phần lớn thứ hai ở mức 11%. Trong lĩnh vực sản xuất, phần đầu tư lớn nhất của Nhật Bản là vào hóa chất, thiết bị vận chuyển, máy tính và điện tử. Cục Phân tích Kinh tế cũng đã công bố dữ liệu vào ngày 12 tháng 7, tập trung vào các khoản đầu tư vào sáp nhập và mua lại, mở rộng các hoạt động đã có từ trước và thành lập doanh nghiệp mới của các thực thể nước ngoài. Số tiền mới trong các loại đầu tư này đã giảm 28% từ 206 tỷ đô la Mỹ xuống còn 149 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022.
khoản đầu tư mới trị giá 15 tỷ đô la Mỹ của Nhật Bản, chỉ đứng thứ hai sau 53 tỷ đô la Mỹ của Canada. Thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đến thủ đô Paris của nước Pháp vào thứ Năm 25 tháng 7, dẫn đầu đoàn đại biểu của xứ cờ hoa tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 26 tháng 7. Phu nhân của Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện với chiếc áo khoác bomber của Ralph Lauren mang biểu tượng của đội tuyển Mỹ. Bà được đón tiếp nồng nhiệt bởi đoàn chào đón, trong đó có đại sứ Mỹ tại Pháp Dennis Campbell-Power. Lễ khai mạc Olympic 2024 diễn ra trên sông Seine dự kiến sẽ là sự kiện khai mạc Thế vận hội có đông người tham dự nhất trong lịch sử hiện đại. Khoảng 160 chiếc thuyền, trong đó 94 chiếc chở theo 10.500 vận động viên, sẽ diễu hành dọc con sông biểu tượng của thủ đô nước Pháp với chiều dài di chuyển khoảng 6 km. Nhà chức trách ước tính buổi lễ sẽ thu hút 300.000 khán giả. Hiệp hội bóng đá Argentina AFA vừa đệ đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA sau khi bị hủy kết quả hòa trước Maroc trong trận đấu môn bóng đá nam tại Thế vận hội Paris 2024. Hiệp hội bóng đá Argentina yêu cầu FIFA hãy bảo vệ sự an toàn cho các cầu thủ và đảm bảo những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Về phía AFA, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng. Trận đấu môn bóng đá nam giữa Argentina và Maroc tối ngày 24 tháng 7 hiện là chủ đề bàn tán. Khi đại diện châu Phi đang dẫn với tỷ số 2-1, trọng tài đã cho thời gian bù giờ lên đến 15 phút. Tận dụng khoảng thời gian đó, Argentina có bàn gỡ hòa 2-2. Điều này khiến người hâm mộ Maroc phẫn nộ, tràn xuống sân gây náo loạn trong những phút cuối. Ban tổ chức đã phải hoãn trận đấu gần 2 giờ và sau đó cho các cầu thủ ra sân thi đấu 3 phút còn lại, đồng thời hủy bỏ bàn gỡ hòa của Argentina. Chung cuộc, tuyển Olympic Maroc thắng tuyển Olympic Argentina 2-1. Quyết định này đã khiến người hâm mộ bóng đá Argentina bất bình. Huấn luyện viên tuyển Olympic Argentina Mascherano và huyền thoại Lionel Messi cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách giải quyết từ ban tổ chức. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 7 cho biết, số người chết do các trận lở đất ở Ethiopia hồi đầu tuần này có thể tăng lên tới 500 người. Vụ lở đất đầu tiên do mưa lớn gây ra ở một vùng hẻo lánh thuộc vùng Gova vào ngày 22 tháng 7. Vụ sạt lở thứ hai diễn ra sau đó vài phút, đã chôn vùi những người đang tập trung để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng trong vụ lở đất thứ nhất. Ủy ban Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Ethiopia hôm 23 tháng 7 thông báo số người chết trong các trận lở đất là 229, nhưng Liên Hợp Quốc mới đây cho biết con số tử vong có thể lên tới 500 người. Theo nguồn tin của Liên Hợp Quốc, khoảng 14.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có 1.300 trẻ em cần phải sơ tán khẩn cấp vì nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất ở khu vực miền núi và hẻo lánh. Thảm họa trên xảy ra trong bối cảnh hơn 21 triệu người, tương đương 18% dân số Ethiopia, phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo do xung đột và thiên tai như lũ lụt và hạn hán. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời chia buồn đến Ethiopia và cho biết một nhóm chuyên gia của tổ chức này đang được triển khai để hỗ trợ các nhu cầu y tế cấp bách. Thưa quý vị, Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan hôm 25 tháng 7 cho biết, một tàu chở hàng treo cờ Tanzania chở 9 công dân Myanmar đã bị chìm ngoài khơi bờ biển thành phố Cảng Cao Hùng giữa lúc bão nhiệt đới Gami hoành hành trong khu vực. Không có phản hồi nào từ thủy thủ đoàn. Trong tuyên bố, Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan cho biết các nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích đang được gấp rút tiến hành. Bão Gimi đã càn quét khu vực phía bắc đảo Đài Loan từ khoảng nửa đêm. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ hòn đảo trong vòng 8 năm qua, với sức gió lên tới gần 230 km/h trước khi suy yếu. Giới chức Đài Loan báo cáo 2 người thiệt mạng, gần 270 người bị thương và lũ lụt trên diện rộng do bão. Công ty điện lực Tapi Power cho biết bão gây mất điện cho khoảng nửa triệu hộ gia đình ở Đài Loan, mặc dù hiện tại điện đã được khôi phục tại hầu hết khu vực. Dự báo bão Gemi tiếp tục gây mưa trên khắp Đài Loan, khiến các văn phòng, trường học đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ năm. Tất cả chuyến bay nội địa và 195 chuyến bay quốc tế trong ngày cũng bị hủy. Tính đến 12 giờ 15 phút chiều thứ năm theo giờ địa phương, bão Gemi đang ở khu vực eo biển Đài Loan và hướng tới thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước này vào cuối hôm thứ Năm và tiếp tục di chuyển về phía Bắc với cường độ yếu hơn. Giới chức chính phủ đã triển khai các công tác ứng phó với bão, ban hành cảnh báo và khuyến cáo tới người dân ở các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Chiết Giang. Tại Phúc Kiến, khoảng 150.000 người, chủ yếu từ các cộng đồng đánh cá ven biển đã được di dời.
các tuyến đường thủy chở khách trong khu vực dự kiến sẽ bị đình chỉ trong tối đa 3 ngày. Hầu hết các chuyến bay cũng bị hủy tại các sân bay ở Phúc Châu và Tuyền Châu thuộc Phúc Kiến, cũng như Ôn Châu ở Chiết Giang. Theo CCTV, các quan chức đường sắt Quảng Châu đã thông báo dừng một số tuyến chạy qua các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Một tàu chở dầu công nghiệp đã bị lật và chìm trong vùng biển động ngoài khơi Philippines hôm thứ Năm 25 tháng 7, gây ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một thuyền viên mất tích. Reuters dẫn thông báo từ giới chức địa phương đưa tin. Tại cuộc họp báo vào cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Philippines Jaime Bautista cho biết 16 trong số 17 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu MT Terra Nova đã được giải cứu sau khi tàu này bị lật gần thị trấn ven biển Limay thuộc tỉnh Bataan. Đã có một sự cố tràn dầu xảy ra. Cho đến nay chúng tôi chưa thể triển khai các phương tiện cứu hộ do gió lớn và sóng cao, Bộ trưởng Bautista nói. Dữ liệu từ LSEG's Aiken cho thấy tàu Terra Nova đang trên đường vận chuyển gần 1,5 triệu lít dầu công nghiệp tới tỉnh Iloilo, miền trung Philippines. Trong cuộc họp báo riêng, phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines Armando Balilo cho biết họ đã triển khai một tàu hải cảnh dài 97 mét tham gia nỗ lực tìm kiếm thủy thủ mất tích và kiểm soát sự cố tràn dầu. Các tàu nhỏ hơn đang đợi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn để có thể ra khơi hỗ trợ. Một cuộc khảo sát trên không của cảnh sát biển Philippines cho thấy vết dầu loang đã lan rộng khoảng 2 hải lý, gần 4 km và sóng lớn đang khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để kiểm soát khu vực ô nhiễm, ông Balilo nói và cảnh báo vết dầu loang có thể đe dọa thủ đô Manila, nơi rất gần với vùng biển xảy ra sự cố. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chỉ đạo khẩn cấp Bộ Môi trường đánh giá thiệt hại và người đứng đầu bộ đã đến trực tiếp tới thị trấn Limay để giám sát tình hình. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu vụ chìm tàu có liên quan đến bão Gemi hay không. Trước đó một ngày, cơn bão này đã gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Manila và các thị trấn lân cận. Theo dữ liệu từ chính phủ, ít nhất 14 người đã thiệt mạng do bão và mưa lớn và con số này có thể còn tăng. Cuối tháng 2 năm ngoái, tàu chở dầu MT Princess Empress chở khoảng 800.000 lít dầu công nghiệp đã bị lật, gây ra một vụ tràn dầu lớn phải mất 3 tháng để dọn sạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thị trấn du lịch ven biển. Thưa quý vị, 55 năm sau khi con tàu MV Nuga của Úc bị chìm khiến 21 người đàn ông thiệt mạng, mới đây Úc đã chính thức tìm thấy xác của con tàu này. Vào năm 1969, chiếc tàu chở hàng dài 71 mét đang chở thép ngoài khơi bờ biển New South Wales thì bị đắm do gặp phải bão. Chỉ vài phút sau khi gửi tín hiệu cấp cứu, con tàu đã chìm trong biển lớn. Đây là một trong những cuộc tìm kiếm hàng hải lớn nhất trong lịch sử Úc. Vị trí của xác tàu hiện đã được xác nhận bởi cơ quan khoa học của Úc. Các tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Úc, tàu quét mìn, máy bay trực thăng và một số tàu khác đã thực hiện cuộc tìm kiếm. 5 trong số 26 thành viên của thủy thủ đoàn đã được vớt lên khỏi mặt nước trong vài giờ sau khi con tàu chìm. Trong 12 giờ tiếp theo, họ tìm thấy hai người đàn ông nằm trên hai chiếc bè cứu sinh trên biển và ba người nữa đang bám vào một tấm ván gỗ. Số phận của những người còn lại trong thủy thủ đoàn và bản thân con tàu đã trở thành một bí ẩn kể từ đó. Người dân địa phương lần đầu tiên phát hiện ra một mảnh của con tàu cách đây nhiều năm ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển South West Rocks cách Sydney khoảng 460 km về phía bắc và báo cáo tọa độ cho chính quyền. Từ lâu đã có những nghi ngờ rằng đó có thể là con tàu Nuga, nhưng công nghệ để xác định con tàu vẫn chưa có. Nhưng tháng trước, một con tàu công nghệ cao thuộc sở hữu của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung C0 đã được cử đi điều tra thêm. C0 cho biết họ tìm thấy xác tàu phần lớn còn nguyên vẹn và nằm dưới đáy biển, dưới mặt nước 170 mét. Tất cả các kích thước chính của con tàu đều tương ứng với Nuga. Dự án Sydney, nơi tìm kiếm và ghi lại xác tàu bị mất, hiện đang lên kế hoạch lặn để thu thập từ địa điểm này, với hy vọng làm sáng tỏ lý do tại sao con tàu bị chìm. Thưa quý vị, một nghiên cứu được công bố mới đây, các nhà khoa học Brazil cho thấy những con cá mập sống ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro của nước này có kết quả dương tính với cocaine. Nghiên cứu do Viện Oswaldo Cruz, một tổ chức khoa học công nghệ và y tế có trụ sở tại Brazil thực hiện và đăng trên tạp chí khoa học về môi trường toàn diện. Các nhà khoa học đã xét nghiệm 13 con cá mập mũi nhọn, một loài có kích thước nhỏ và thường sống ở khu vực ven biển. Mẫu vật được thu thập từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023, trong quá trình theo dõi tác động của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái biển. Kết quả cho thấy tất cả đều có dấu vết cocaine trong gan và mô cơ.
Nhóm nghiên cứu cho rằng những con cá mập này hấp thụ chất kích thích mạnh do sự phát thải liên tục từ những cơ sở xử lý nước thải không đạt chuẩn và các hoạt động tinh chế ma túy bất hợp pháp. Có thể một số cá thể đã tiếp xúc với những gói cocaine mà những tay buôn lậu làm rơi ngoài khơi bờ biển Brazil, một trong những thị trường ma túy lớn nhất thế giới. Nhà sinh vật học Rachel Ann Hauser-Davis từ phòng thí nghiệm đánh giá và thúc đẩy sức khỏe môi trường của Viện Oswaldo Cruz cho rằng cần thực hiện thêm các nghiên cứu chi tiết hơn để xác định chính xác tác động của tình trạng ô nhiễm này đối với động vật. Theo các nhà khoa học, cocaine có thể tác động đến sự phát triển, trưởng thành và khả năng sinh sản của cá mập, vì gan đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển phôi thai của loài này. Nhà sinh vật học Hauser Davis cho biết, do cá mập là loài săn mồi nên chúng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và được coi là loài chỉ thị có thể cung cấp cảnh báo sớm về các mối đe dọa môi trường đối với con người. Mặc dù các nhà khoa học chưa chỉ ra rõ ràng những ảnh hưởng cụ thể của cocaine cũng như các loại ma túy giải trí khác đối với cá mập, nhưng giới khoa học đã phát hiện cá hồi nâu có thể bị nghiện methamphetamine. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu ở nhiều nơi khác cũng ghi nhận các chất ô nhiễm như thuốc chống trầm cảm, kim loại nặng và thuốc tránh thai cũng đang xâm nhập vào hệ thống sông hồ và đại dương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.